Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian ngày 18 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cân tập 547 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi Mời xem Đại Thừa vô lượng thọ kim giải trang bảy trăm lẻ tám hàng thứ năm bắt đầu xem từ câu thứ hai ánh sáng chánh báo vô lượng nên nói soi tỏ trạng người Y báo Trọng lớn bằng phẳng Thanh tịnh an ổn Nên nói Thanh tịnh bình chánh Thanh văn Bồ Tát dây quanh cung kính Nên nói Thánh chúng cùng ở Mấy câu này là tổng kết Y chánh trang nghiêm Chánh báo là Phật Phật A-di-đà Ánh sáng vô lượng Tất cả trí tuệ, đức tướng Đều xuất hiện từ trong ánh sáng Bởi thì soi tỏ sáng ngời Y báo là thế giới cực lạ Rộng rãi bằng phẳng Phần sau còn thêm thanh tịnh an ổn Đây chính là nơi ở Chúng ta cũng có thể nói đến thế giới cực lạ Là môi trường học tập của chúng ta Môi trường sống, môi trường học tập Nơi đó rất băng phẳng, rộng rãi Không có núi cao Không có hang sâu, không có những thứ đó Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn Nơi đó thanh tịnh Nghĩa là không có ô nhiễm Nó là cõi pháp tánh Không khác Thập pháp giới Thập pháp giới Là do duy thức biến hiện ra Trong thức có ô nhiễm Tám thức Thức thứ bảy là ô nhiễm Nguồn gốc của ô nhiễm điều đầu tiên trong thức thứ bảy là ngã kiến ngã kiến ngã ái ngã si ngã mạng ái là tham mạng là sân bởi thế thức thứ bảy là tôi với tôi khởi lên cùng lúc tham sân si đó là ô nhiễm nguồn gốc của ô nhiễm không thể chuyển thứ thứ bảy thì không thể có tâm thanh tịnh khi chuyển được thứ thứ bảy sáu bảy liền chuyển theo thứ thứ sáu là phân biệt Thức này chuyển được liền minh tâm chiến thành Bồ Tát Sư Trú trong Kinh Hoa Nghiêm Đại sư Thiên Thai nói họ là phân chứng tức Phật Họ là chân Phật, không phải giả Họ dùng chân tâm Chuyển bác thức thành tứ trí Nhân địa thứ sáu và bảy chuyển Thì quả thượng của năm và tám chuyển Bởi thế năm tám không cần hỏi nữa Chỉ chuyển sáu và bảy Thì năm thức trước và thứ tám liền chuyển theo Có thể chuyển hai thức này Thức thứ bảy đã chuyển tâm thanh tịnh quá mặt Thức thứ sáu chuyển tâm bình đẳng có mặt sau đó là đại giác Đại triệt đại ngộ Mẫu chốt ở chỗ này Quý vị tu hành là tu những gì Nghĩa là tu điều này Đại sư chương gia dạy chúng ta Buông bỏ ngã chấp Buông bỏ pháp chấp Buông bỏ hai thứ chấp trước đó Vấn đề sẽ được giải quyết Chúng ta thị Phật Thích Ca Mâu Ni đã thể hiện cho chúng ta thị Rời xa gia đình Năm 19 tuổi Bỏ luôn ngôi vua Ra đi tìm đạo Sống cuộc đời của người tu hành Ấn Độ tu đạo hình như tất cả những người tu hành chân chánh của tôn giáo Đều đi khất thực Bởi thì Phật cũng phải giống như họ Không đi khất thực, không tu khổ hạnh Người Ấn Độ sẽ coi thường đã trở thành thói quen của họ Thế Tôn tùy thuận phong tục tập quán lúc bấy giờ Nhưng so với việc tu hành của tôn giáo khác Vẫn tin tấn hơn Mọi người nể phục mười hai năm cầu học thông thường chúng ta vẫn thường gọi là phần tử tri thức hiểu học học nhiều nghe rộng à. trí tuệ ngài rất tốt chúng ta ngày nay nói thứ nhất là trí nhớ rất hoàn hảo thứ hai là sức lý giải cực kỳ tốt trí nhớ tốt là do công phu thiền định và tâm địa thanh tịnh Còn như tâm địa tạp loạn Sẽ không có tri nhớ Tâm địa càng thanh tịnh Sự nhớ càng rõ ràng Không có tạp niệm Quan trọng nhất là Không có tư tâm Không có tư dục Đó là điều quan trọng nhất Có tư tâm, có tư dục Rắc rối rất lớn Một số người không thể thành công Chứ ngại lớn nhất là những điều này Nhưng bản thân họ không hiểu được Phật học đến năm hai ba mươi tuổi Buông bỏ tất cả những thứ đã học được Cho ta thấy điều gì Buông bỏ sở tri chứng Sở học Ngày nay chúng ta nói Toàn là thường thức Toàn là tri thức Tôn giáo Ấn Độ có trí tuệ chăng có Nhưng không rốt ráo Tại sao vậy? Vì chưa kiến tánh Ngay bà La Môn Giáo Đều là thuộc cảnh giới Tứ thiền thiên Tứ không thiền Vẫn chưa ra khỏi luân hồi lục đạo A à, la hán Đã vượt ra khỏi lục đạo luân hồi Tại sao không thể chưa đoạn hết phiền não kiến tư nếu đã đoạn được phiền não kiến tư sẽ vượt được luân hồi lục đạo đến pháp giới tự thành tôn giáo thông thường chỉ đạt đến tứ thiền thiền đó là công phu tương đối Đến tứ không thiên Được xem là điểm cuối Tiểu thừa của Phật giáo Chứng đến tam quả Đạo tràng tu hành của họ Ở đệ tứ thiền Ngủ bất hoàng thiên Bởi thì đệ tứ thiền là phàm thánh đồng cư độ Đồ. Đó là những vị thánh nhân Tam quả tiểu thừa là thánh nhân Nó có phàm phu Cũng là phàm phu không thấy được thánh nhân Thánh nhân có thể thấy phàm phu Đó là đệ tứ thiền Lên cao nữa tứ không thiền ngay thân thể cũng không cần nữa đấy là cấp bậc cao nhất trong lục đạo khi giới thiệu ở phần trước tôi gọi là phàm phu cao cấp không cần thân thể không cần thân thể bớt đi nhiều rắc rối có thân thể đòi hỏi phải có nơi cư trú ở cõi dục giới vẫn còn ăn uống Quý vị có thấy rắc rối chăng à, Tuy cõi sắc không còn ăn uống Nhưng vẫn cần nơi cư trú Vì họ có thân thể Môi trường ăn ở Đến cõi vô sắc không còn nữa Không còn thân thể nữa Bởi thế họ không cần môi trường cư trú Đấy là linh giới Nó cũng có bốn tầng Công phu, công phu nông sâu không giống nhau à, giống... Nói chung thông... họ vẫn chưa ra khỏi luân hồi à, tốn... Rất nhiều người tu hành Bà... Coi tứ không thiên Tòn... Là niết bàn Từ... cứu canh Đây là nhận thức sai lầm có người coi tứ thiền thiên là niết bàn tất cả đều nhầm lẫn tứ không thiên ở sau tổng cộng có năm tầng trời trong cõi trời đó thật sự như kinh điện nói là đại bác niết bàn rất giống rất dễ xảy ra ngộ nhận đến đó rồi họ không biết phải phấn đấu thêm nữa thế tôn là người rất thông minh đến đó rồi ngài còn phấn đấu phấn đấu nên đã đột phá đột phá a la hạ đột phá tứ không thiên Đến cõi thanh văn Cõi thanh văn trong thập Pháp giới Pháp giới thanh văn Đoạn được phiền não kiến tư Nhưng chưa đoạn được tập khí phiền não kiến tư Họ tu hành Trong Pháp giới tự thánh tôi những gì không ngoài buông bỏ nếu, nếu sau khi đã buông bỏ tập khí liền đoạn sạch hết phiền não kiến từ họ thăng cấp nâng lên đến duyên giá à, duyên giá còn phải tu dân. những gì duyên, duyên giá dân. phải buông bỏ phân biệt Tuy họ không còn chấp trước Nhưng họ vẫn còn phân biệt Buông bỏ phân biệt Họ nên lên thành Bồ Tát Nhưng Vẫn chưa đoạn được Tập khí phân biệt Bồ Tát phải buông bỏ tập khí phân biệt Khi đã đoạn tập khí phân biệt Họ xuất thành Phật Phật trong thập Pháp giới không phải chân phật thiên thai gọi là tương tự tức phật không phải phật thật gần giống rất giống phật tại sao họ vẫn chưa đoạn hết vô minh vậy là vô thị vô minh vô thị vô minh là gì khởi tâm đồng niệm là những gì bồ tát di lạc đã nói một búng tay có ba mươi hai ước trăm ngàn niệm chưa đoạn được thứ đó họ có biết à, chăng à, có ta... biết trong cảnh giới đó họ nhìn thấy khi đã thấy rồi liền buông bỏ không khởi tâm không động niệm cảnh giới hư huyện đó sẽ không còn nữa Họ vượt ra thập Pháp giới Đến nhất chân Pháp giới Kinh Hoa Nghiêm gọi là Sư Trú Sư Trú Kinh Hoa Nghiêm Sư địa của biệt giáo Đó là lúc thật sự đến được Pháp giới bình đẳng Chứ vị tự nghĩ Không khởi tâm không động niệm Tất nhiên không còn phân biệt chập trước Bởi thì Thật báo độ là pháp giới bình đẳng Không có giai cấp Không có giai cấp Tại sao Đức Phật lại nói Họ còn 41 giai cấp Chúng ta cần làm rõ điểm này Thật có 41 giai cấp chăng Có thật 41 giai cấp có hình tướng chăng Không có không tìm thấy dầu dệt Tại sao mỗi giai cấp đều không khởi tâm Không động niệm 41 giai cấp từ đâu mà có Chúng ta đều biết có tập khí Quý vị xem phiền não kiến tư Quá tập khí Phiền não trần sa Quá tập khí Phiền não vô minh Vẫn còn có tập khí Rất khó để đoạn tập khí Tập khí kiến tư khá dễ đoạn Tập khí phiền não trần xa vẫn còn dễ. Tập khí phiền não vô minh không dễ đoạn được. Kinh đã dạy chúng ta ba đại a tan kỳ ký. Ba đại a tan kỳ ký tu những gì đoạn tập khí vô minh? Không cách nào đoạn tập khí vô minh. Kinh giáo đại thừa thường nói chỗ này dùng không đắc lực. Tại sao Khi ta dùng lực liền đọa xuống dưới Dùng lực sẽ khởi tâm động niệm Không khởi tâm không động niệm Ta sử dụng phương pháp nào Phải làm sao Tùy nó Đừng để ý đến Tự nhiên sẽ hết Bởi thì cổ đức đưa ra Thí dụ thật sắc bén Họ dùng bình rượu để thí dụ Như thế rất rõ ràng Mọi người chúng ta đều có thể hiểu trong bình đựng rượu Đổ hết rượu ra không còn nữa chui thật cô ráo Thật sự không còn giọt nào Ngửi vẫn nghe mùi Mùi đó được ví như tập khí Mùi rượu trong bình lúc nào mới hết Cứ mở nắp ra Để thật lâu sẽ hết mùi Cứ để thị một năm Hai năm Rồi ngửi thử Không còn nữa bởi thì tập khí vô thể vô minh Quý vị đừng để ý Không phải là sự trở ngại Nội dung không ngăn trở Cứ để thế là xong Trải qua thời gian sẽ hết Thời gian đó phải cần ba A tăng kỳ kỳ Tự nhiên sẽ hết Khi hết được gọi là diệu giác bởi vì độ dày mỏng tập khí Không giống nhau Người giảng sinh đến thật báo độ Ta vừa mới đến Sơ trụ Tập khí còn nặng Dân già tập khí sẽ nhã dần Bởi thì tập khí được chia thành 41 giai cấp Chia như thế không phải thật Có thật tập khí dày mỏng Không phải giả nhưng bất luận trí tuệ Đạo lực Thần thông Tướng hảo Giống nhau tất cả 41 vị đại sĩ Pháp thần Không khác gì nhau Hoàn toàn tương đồng Đoạn hết phiền não liền thành Phật Quả dị diệu giác Chứng đến diệu giác Thật báo độ không còn thấy nữa Bởi thì thật báo độ không phải là thật Thật báo độ có mặt như thế nào Thật khi vô thị vô minh có mặt Thấy được vô thủy vô minh là Phật của thập Pháp giới Họ thấy được à, Quý vị không thấy được là do đoạn không hết nó ừ. Khi thấy được mới đoạn được nó à, Bởi vậy nhất này. niệm mà họ buông bỏ chính là Nhất niệm trong một gãy móng tay Có 32 ước trăm ngàn niệm Buông bỏ nhất niệm đó đều không còn nữa vì thị gọi là nhất chân Nhất niệm đó là gì? Nhất niệm đó gọi là niệm niệm liên tục Đấy chính là tâm sinh dị Bởi thì thập pháp giới vẫn nằm trong cảnh giới tâm sinh dị Nghĩa là có sinh có dị Trong niệm đó có sinh có dị Nghĩa là tướng được sinh ra từ niệm Trong thật báo độ không phải là niệm Không có ý niệm bởi thì tướng đó là diễn hàng bất biến Hiện ra từ tâm Nó không còn duy thức Trong thập pháp giới có duy thức Có duy thức sẽ có thay đổi Liền có sinh diệt Căn bản của sinh diệt là Ý niệm Một búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm Nghĩa là có sinh diệt đó Xuyên việc đó ngày nay chúng ta có thể lý giải Xuyên việc đó cũng không nắm giữ được Nhưng mỗi niệm của quý vị liên tục Tương tự tương tục Không phải liên tục thật sự Từ vô lượng kiếp đến nay Chúng ta chạy theo cuộc chơi đó Chúng ta đã sai những người ở Pháp giới tứ thành Họ học Phật Họ y giáo phụng hành Học rất giỏi Học rất giống Nên họ không ngừng được nâng cao Chúng ta học không giống Không giống sẽ thế nào Không giống nên vẫn cứ đọa lạc Không lên cao được Quý vị học không giống Vậy nếu hỏi tại sao học không giống không buông bỏ Chỉ một câu ấy thôi Nói thật với quý vị Phật Pháp từ mới phát tâm đến như lai địa Đại sư chương gia nói rất chính xác Chỉ là buông bỏ nhìn thấu Ngày nay chúng ta nhìn không thấu Buông không được Bởi vì không buông được Vì thì nhìn không thấu Vì nhìn không thấu Nên buông không được kinh giáo giúp cho chúng ta những gì giúp nhìn thấu nhưng thế nào nhìn thấu một phần ta sẽ buông bỏ một phần như thế thì công phu tu hành mới đạt kết quả thật sự có kết quả tập khi vô thị vô minh chúng ta quá nặng nghe kinh có lúc hiểu được nhưng ra khỏi giảng đường là quên hết Cảnh giới vừa hiện lập tức biện mực Tập khí nặng quá Vì thế không hiệu quả Thế nào mới có thể đạt hiệu quả Thâm nhập một môn quân tu lâu dài có kết quả Đấy là gì Nó không cho tập khí phiền não của ta thẩm thấu vào Bất kể dùng công phu gì Tuy Phật Pháp có tám dạng bốn ngàn Pháp môn Vô lượng Pháp môn Nhưng nguyên tắc chung Cương lĩnh chung Không ngoài ba cửa Ba cửa này là tam bảo Giác chánh tịnh Không thể ra ngoài ba cửa đó Giác là giác ngộ Đại triệt đại ngộ Thiền tông dùng phương pháp này Tánh tông dùng phương pháp này cội gốc này Phải thật vững. Bạn xem Kinh giáo cũng nói Đại Đức Tổ Sư cũng thường nói Người thượng thượng căn quá phần Người trung hạ căn không được Tâm người thượng thượng căn đã thanh tịnh Ngộ tánh rất cao Vừa nghe họ đã hiểu Hiểu rồi họ liền buông bỏ Họ phá mê ngay Loại thứ hai Loại này rất đông Đi vào từ chánh môn Chánh môn thuộc về giáo môn Rất quy củ Giống như chúng ta đi học vậy Tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở Phật Thích Ca Mâu Ni Tại thị thị hiện cho chúng ta là môn này Quý vị xem những hành động trong đời sống của Ngài Là một phần tử tri thức Ở đây là biểu diễn cho chúng ta Bởi vì phần tử tri thức chiếm đại đa số Con đường đó dài Nhưng bằng phẳng Người Trung Hạ căn có thể học Tuy đường rất dài Đời này qua đời khác Không phải tu hành một đời Phải từ trong kinh giáo Sau khi đã hiểu rõ là thực sự buông bỏ siêng năng không thể biện ngạc con đường thứ ba là tịnh Chuyên tu tâm thanh tịnh Đây là lối đi của tịnh độ Lối đi của mật tâm Mật và tịnh độ đều tu thanh tịnh tâm Mật còn thanh tịnh hơn tịnh Mật khó hơn tịnh gấp nhiều lần bởi thanh tịnh của tịnh tông là xa rời ô nhiễm Xa rời dễ được tâm thanh tịnh Thanh tịnh của mật tông là không rời nhiễm ô Thanh tựu thanh tịnh tâm ngay trong ô nhiễm Thật sự thanh tịnh là hoa sen trong lửa hoa sen trong tịnh độ tông là hoa sen trong hồ không có gì kỳ lạ hoa sen trong hồ hoa sen của mật tông là hoa sen trong lửa công phu cao hơn chúng ta rất nhiều chúng ta không thực hiện được tôi và đại sư chương gia những điều này đại sư cho tôi biết những kiến thức thông thường Thầy nói với tôi Bồ Tát không học mật tông Không thể thành Phật Học lúc nào Sơ địa trở lên Ở đây là nói biệt giáo Sơ địa của biệt giáo là sơ trú của diền giáo Nói cách khác mật này học ở đâu học ở thật báo trang nghiêm độ phương tiện hữu dư độ không được chắc chắn đòa lạc nếu tu ở phàm thánh đồng cư độ đa phần đều tu xuống địa ngục thầy nói với tôi mật là hai con đường một là thành phật và một xuống địa ngục Chân thật công phu Bởi thì chúng ta không thể không kính trọng họ Nhưng có dám thử chăng? Không dám Tạng mật truyền thừa bây giờ đã lộn xộn Dỗ từ nóc phải sau khi hiện giáo thông đạt Mới có tư cách học mật Cửa ải này chúng ta chưa thể đặt chân đến Hiện giáo chúng ta chưa thông Mức độ thấp nhất là Phải đắc định Nếu chưa có công phu thiền định Làm sao được Tất cả ngũ dục Lục trần tiếng thơm lợi dưỡng Trong thế gian này Vừa tiếp cận liền bị giấy bẩn Bị lôi kéo Người ta giữ tâm trong một thế giới đầy Biến động không khởi tâm không động niệm Cao minh Bởi thì thanh tịnh của mật tông Thù thắng hơn tịnh độ tông rất nhiều Tịnh tâm Đến lúc nào mới có thể học mật Phải đạt đến lý nhất tâm bất loạn Sự nhất tâm vẫn chưa được Sự nhất tâm không giữ được Quý vị sẽ thoái lui Đến lý nhất tâm Không thoái chuyện nữa Lý nhất tâm là gì? Lý nhất tâm là Bồ Tát Sơ Trụ Sơ Trụ Diền Giáo Sơ Địa Biệt Giáo Nói cách khác Mật là cuộc thi Ngày nào cũng kiểm tra Thi không đổ sẽ quay trở lại Không giống tịnh tâm Tịnh tâm khi không đổ không quan trọng Khi không đổ sẽ đi đâu Phàm thánh đồng cư độ Cũng có thể là Bồ Tát bớt thối chuyển Đây là điều bớt khả tư nghị Tám dạng bốn ngàn pháp môn, mỗi môn đều hâm mộ. Không đổ cũng được, đới nghiệp dẫn giảng sinh. Những pháp môn khác không cho phép đới nghiệp. Phải hiểu những vấn đề này. Những gì được thấy ở thế giới cực lạ, đó là thế giới bình đẳng. Làm sao Phương tiện độ Và thực báo độ Bằng nhau Đồng cư độ Cũng bình đẳng với thật báo độ Đây là điều Chưa từng được nghe Chưa từng được thấy Tại à, sao bây giờ chúng ta hiểu được A-di-đà-phật-đại-từ-đại-bi Nhờ sự gia trì của oai thần bổ nguyện Oai thần bổ nguyện là gì? Nhờ phát bốn mươi tám lời nguyện Và năm kiếp tu hành Lúc ở nhân địa Công phu năm kiếp tu hành Công đức đó gia trì Quý vị đạt được lợi ích Giống như một người đầu thang Được làm thái tử trong một cung điện kia Hoàng đế trong nhà Cha ta là hoàng đế Ông nội là hoàng đế Giao sang bao nhiêu đời Ta cứ thoải mái hưởng thụ Người tiêu chuẩn là ai? Càng Long Quý vị xem Sự giàu có do nhiều đời tham chính của khang hy ung chính họ sinh vào nhà đỏ để hưởng thụ chúng ta sinh đến thế giới cực lạc phương tây cũng giống như tình cảnh đó phật a di đà trải qua năm kiếp tu hành vất vả tích lũy những phước báo công đức tướng hảo chúng ta định đo hưởng thụ của ngài đạo lý này cần phải hiểu và cần nói cho rõ ràng sau này nếu có ai hỏi tại sao chúng ta tu theo pháp môn này lý do là như thế lấy thí dụ vua càng long để nói đó là ví dụ sinh động nhất đó là thấy được cảnh thanh tịnh an ổn của y chánh Trang nghiêm bởi thế trong kinh có thanh tịnh bình đẳng thanh văn bồ tát cung kính vây quanh đây là gì những gì này là học sinh bồ tát thanh văn trong thế giới mười phương giảng sinh bồ tát là thật báo độ thanh văn là phương tiện độ không nghe nói sự có mặt thiên nhân Thiên nhân là đồng cư độ Tất cả là thánh hiền Thật sự là thánh hiền cùng ở Ở đó không có người phàm Phàm phu là gì? Thập phạm giới Lục đạo gọi là nội phàm Pháp giới tứ thánh là ngoại phàm Phàm phu bên ngoài lục đạo Tại sao gọi phàm phu? Họ dùng A lại gia thức Chưa chuyển thức thành trí A lại gia là giọng tâm người dùng giọng tâm là phàm phu người dùng chân tâm là bồ tát phật chuyển thức thành trị đây là bồ tát thật sự phật chân thật không phải phật giả phật trong thập pháp giới được gọi là tương tự tức phật bồ tát sơ trú trong viên giáo là phân chứng tức phật địa vị cao Họ chưa duyên mãn, Họ là phân chứng Cổ nhân dùng ánh trăng để ví dụ Mặt trăng là quá thực Không phải giả Đó là mặt trăng vào đêm mùng 3 Mùng 4 Trăng thực không phải giả Tuy chưa sáng lắm Nhưng ánh sáng đó quá thực Không phải ảo ảnh Quá vị dịu giác là trăng tròn Trăng đêm rằm Đẳng giác là đêm 14 Khuyết một tí Vẫn chưa tròn đầy Cách dí do như thế của cổ nhân chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Chúng ta xem đoạn kế tiếp. A Nan và các chúng Bồ Tát. A Nan đương cơ. Nghĩa là Phật nhắm đến A Nan, nói cho những người ở giai tầng này, chủ yếu nhắm đến họ để nói vậy là đương cơ các chúng bồ tát là chỉ các chúng bồ tát thanh văn trời người chữ dân dân ở đây có nghĩa là những ai đã sinh đến thế giới cực lạc phương tây A nan chứng sư quả. Nếu giảng sinh đến thế giới cực lạc, ngài là phương tiện hữu dư độ. Hạ phẩm hạ sanh trong phương tiện hữu dư độ. Địa vị như thế. So với thượng phẩm thượng sanh ở phàm thánh đồng cư độ ngày cao hơn một cấp khi ngài đến phương tiện hữu dư độ có nghĩa là tu đào hoàng của tiểu thừa bồ tát sư tính dị trong thập tính của đại thừa nói theo tiêu chuẩn đó Nhờ ơn thấy sự tướng đẹp Nói theo lý là không thể thấy được Thấy được tướng đẹp Thấy Phật A-di-đà Thấy thế giới cực lạ Đấy là sự gia trì Của oai thần Di-đà Và sự gia trị Của Phật Thích Ca Mâu Ni Nhờ sự gia trì Của hai vị Phật Những người này đều thấy được vui vẻ phấn chân thấy phật tất nhiên nằm dọc sát đất chí thành xưng niệm nam mô a di đà phật tam miệu tam phật đà tam miệu tam phật đà là tiếng phạn cựu dịch chánh biến tri Tân dịch đặng chính giác Là danh hiệu thứ ba Trong mười danh hiệu Phật Chánh là chính xác Không sai sót Biến là rộng khắp Không gì không biến Tất cả Pháp thế xuất thế gian như chúng ta thường nói Không gì không biết Không gì không làm được Được gọi là chánh biến tri Chỉ Phật mới có khả năng đó Phật nào Trên thực tế nói với quý vị Sơ trú duyên giáo Là chánh biến tri Kiến tánh rồi Minh tâm kiến tánh Chưa kiến tánh lấy gì chính biến tri Kiến tánh là chánh biến tri Đặng chánh giác Đặng là bình đẳng Danh hiệu của Bồ Tát Chánh đặng chánh giác Đặng ở đây là bình đẳng với chư Phật Bồ Tát. Tất cả chư Phật đều bình đẳng. Chánh giác là Như Lai. Bởi thì <laughs> Nam Mô A Di Đà Phật Tam Miệu Tam Phật Đà, tức sáu chữ hồng danh trung quốc dịch thành nam mô a di đà phật có nghĩa là sáu chữ hồng danh bởi thì công đức phật hiệu không thể nghĩ bài đoạn tiếp theo Chúng sinh lục đạo Đều được nương nhờ Đều nhờ sự giá trị của Di Đà Ân đức của Di Đà Chúng ta xem Kinh văn Chư Thiên Nhân Dân Chư Thiên có 21 tầng trời Nhân Dân là cõi người cho đến loại côn trùng bay nhảy Đấy là súc sinh Thấy ánh sáng đó Tất cả bệnh khổ không còn thấy nữa Tất cả ưu não không còn thấy nữa Tất cả đều làm việc thiện với tâm tự Vui mừng phấn khởi Đây là những gì chúng sinh trong lục đạo thụ hưởng Phần dưới, chuông khánh, đàn dây, loại nhạc khí sáu địch, không gãy, tự nhiên phát ra ngũ âm. Đấy là nhạc trời. Không cần bàn tay viện tố tự nhiên phát ra âm thanh. Trong nước chư Phật, chư thiên nhân dân, mỗi người mang qua hương đến nơi hư không rải ra cúng dường chư thiên mười phương đến cúng dường những cảnh tượng mọi người đều thấy được pháp hội trang nghiêm đến nhường nào đoạn văn bên phải lại nói sự thành tựu Nguyễn thứ 14 Của Di Đà An vui khi tiếp xúc ánh sáng Ở câu này niệm lão đã nói rất hay Tại sao có cảnh tượng Thù thắng trang nghiêm như thế Đạo lý xuất phát từ đâu Đó là bản nguyện Phật A-di-đà Mọi người đều thấy Khi Phật phóng quang Thấy là tiếp xúc Chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng của Phật Sẽ được an lạc Sẽ tiêu nghiệp chứng Tăng trưởng trí tuệ Trong lời nguyện Thấy ánh sáng tôi chiếu chạm đến thân, không ai bất an từ tâm hành thiện. Đây là lời nguyện thứ mười bốn. Ở chỗ đó, những người thấy ánh sáng đó, tất cả đều từ tâm hành thiện, quan hỷ phấn khởi. nhờ sự giá trị của oai thần bổn nguyện Phật A Di Đà rõ ràng như thế, lại trong phẩm biến chiếu quang minh có đoạn thế này: nếu trong chỗ cực kỳ khổ não của tam đồ, thì ánh sáng này đều được ngưng lại. Nên này nói Loại côn trùng bay nhảy Thấy ánh sáng này Tất cả đau khổ đều ngưng lại Giải thoát tất cả mọi ưu nặng Trong ánh sáng Phật Có nguyện lực 48 lời nguyện di đà Có công đức của năm kiếp tu hành của Phật di đà Trong ánh sáng đó Bởi thì ánh sáng của Ngài thật sự có thể gia trì Công đức của Ngài thù thắng quá Biến thành ánh sáng ánh sáng của chúng ta vô cùng yếu ớt không cách gì biến thành ánh sáng à, việc tu hành ngày nay của chúng ta chân tu thực tâm tu có cùng đức giống như ma sát Người xưa cọ cây lấy lửa Một số dùng ngày nay vẫn sử dụng phương pháp này Thổ dân ở Australia khi một số tụ hội Họ đến biểu diễn cỏ cây lấy lửa Chúng ta cũng có thể cọ Nhưng không đủ sức Mới nóng một tí chưa thể phát lửa Ánh sáng của Phật A-di-đà Đã soi chiếu rất rộng Đã phát ra ánh sáng Chúng ta chỉ mới nóng một tí Sức nóng một tí đó Cũng có thể hồi hướng Có thể gia trị Nhưng sức rất yếu Nếu chúng ta không thực tâm tu hành có thể một chút sức nóng đó cũng không hồi hướng thì sẽ không có sức mạnh bởi thế hồi hướng nên nghĩ đến dùng gì để hồi hướng giá trị người khác giúp đỡ người khác lấy thứ gì vấn đề này phải hiểu rõ. ngày nay, tôi ngày nào cũng hồi hướng. thấy rất nhiều nơi tổ chức tam thời hệ niệm. chủ công đức trong sự đều viết tên chúng ta. đấy là gì đem tất cả công đức tu tập của chúng ta để hồi hướng việc trước hết là chưa hỏi ý kiến chúng ta nhưng họ đã mang đi hồi hướng nếu chúng ta mượn thí dụ này liệu chúng ta có lấy công đức phật a di đà để hồi hướng chăng Bản thân chúng ta không có công đức Dùng công đức của Phật A-di-đà để hồi hướng Ổn chăng Xét về lý thì có thể được Nhưng nếu xét về sự Phật A-di-đà chưa đồng ý Ít nhất là phải thương lượng với Phật A-di-đà Khi Phật đồng ý mới có thể làm Phật không đồng ý không được làm phải hiểu vấn đề này Nhất định trong sự viết tên mình Ai là chủ Pháp Nên để tên họ Như thế họ phải là người chân tu Dùng cách đó nghĩa là không có lòng tự tin Mình không tin những việc mình làm có công đức nhưng làm theo khoa nghi mượn danh nghĩa người khác kỳ thực tam thời hệ niệm phật sự là do quốc sư trung phong đề xướng nhưng một số người cho rằng thiên này không phải tự tay thiền sư Trung Phong viết Người khác viết ra Lấy danh nghĩa của Ngài Như thì cũng không liên can gì Mượn danh nghĩa nếu thiền sư Trung Phong thừa nhận Đây là thật không phải giả Bởi thì tôi dạy Tam thời hệ niệm Cho những người đồng học chủ pháp khi thực hiện nên lập một bài vị lớn ghi tên thiền sư trung phong đặt phía trước việc này nói lên điều gì ai chủ pháp thiền sư trung phong chủ pháp người chủ pháp đại diện cho thiền sư trung phong thiền sư trung phong chủ pháp là được thật sự cúng cho bài vị của ngài bạn lạy phật lạy bồ tát đều lạy ngài mọi việc đều phải có lý có sự lý sự phải viên dùng mới đạt được kết quả tôi nghe nói Hiệu quả mỗi lần làm Phật sự Mang lại khá cao Đây là chuyện tốt Điều đó cho thấy Sự giá trị của công đức chân thật Nên nay nói Điều này được nói trong kinh Côn trùng bay nhảy Ở đây là những động vật nhỏ hãy ánh sáng đó tất cả các bệnh khổ đều không còn nữa thống khổ của chúng được tạm ngưng giải thoát tất cả ưu bi khổ nào Động vật nghe Pháp Nghe Kinh Niệm Phật Trong đời quá khứ Chúng đã làm người tu hành Trong thức a la gia của họ Có một số hạt giống thiền Như Kinh Di Đà nói kiện căn Phước Đức Gặp được Pháp hội Đó là nhân duyên Nhân duyên đầy đủ ba điều kiện Một lần được đến trong Pháp hội này Chúng có thể thoát được thân súc sinh Giảng sanh đến quái lạnh đó là việc thường xảy ra Nếu đời trước tu tịnh độ Thiện căn sâu chắc Người có thiện căn sâu chắc Tại sao lại đọa ác đạo Trở thành súc sinh Nhất niệm trước khi mất đã sai Nếu nhất niệm là tâm tham Họ đọa vào ngạ quỷ Nhất niệm sân hận Đọa vào địa ngục Nhất niệm mê hoặc Đọa làm súc sinh Mê hoặc là ngu si Ngày nay chúng ta thấy những người giảng sanh Rất nhiều người giảng sanh khi gần mất mê hoặc Ngay người trong nhà của họ cũng không hay Nhiều người nói tuổi già Thường mắc chứng hay quên Chứng hay quên là ngu si mê hoặc rất dễ đọa làm súc sinh nếu họ còn thêm sân hận có thể đọa địa ngục thêm tâm tham lam tham luyến có thể đọa ngạ quỷ nghiên cứu kinh điển Phật giáo đại thừa nhiều có thể phát hiện ra bởi thì chăm sóc người già trong nhà nên thật chu đáo tuổi già nên để họ sống vui không xin phiền não thì mới đại hiếu không để họ không thuận tâm với bất cứ điều gì xuyên muộn phiền như thế không tốt. đấy là gì rất dễ sinh đường à. học phật tốt nhất nếu học phật tại gia phải thể hiện được lòng hiếu đạo tâm họ được hoan nghỉ không những độ được ông bà Mà còn độ được bạn bè Người thân Tại sao Mọi người khi đến thăm Thầy thị Hãy ta hiếu thuận với cha mẹ Mọi người cảm thấy xấu hổ liền học theo Tự hành rồi giáo hóa người Giáo hóa người khác Thân giáo có ý nghĩa hơn ngôn giáo Thể hiện cho mọi người thấy Hay gấp mấy lần dùng lời nói Để khuyên nhủ Mọi người thấy được mới động lòng Chương Khánh đàn dây sáu địch Chúng ta gọi những thứ này là nhạc trời trỗi trên không tự nhiên phát tiếng nên nói không trỗi tự nhiên phát ra ngũ âm ngũ âm ngày nay gọi là nhạc giao hưởng không phải một loại nhạc cụ sự kết hợp của rất nhiều loại nhạc cụ nhạc giao hưởng Người trời mười phương đến rải hoa Cho thấy cảnh tượng thù thắng vui vẻ Tất cả mọi người trong chúng hội Đều thấy cảnh tượng này Đều nghe được Đều thấy được quý vị nói liệu không tin được chăng trong kinh nói rõ thấy cảnh tượng tốt đẹp thấy phật thấy sáng thấy quậy nước Thì thân tướng Phật A-di-đà Như Kim Sơn Phật Phóng Quang Thế giới cực lạc cũng phóng quang tất cả những bồ tát ở thế giới cực lạc khanh văn người trời cho đến cây cỏ hoa lá núi sông rừng biển, tất cả đều phóng quang hoặc gì đó quên mất trước tướng phật pháp đại thừa không phải nói nên ly tướng ư ừ, lìa tất cả tướng Ngưng tất cả pháp thế giới cực lạc đều trước tướng tiếc rằng ở đó chưa biết chỗ áo diệu của tịnh tâm áo diệu của tịnh tâm ở đâu đường tướng tức đạo ngân sự là chân có nghĩa là gì Tướng tức vô tượng Vô tượng tức tượng Hiện những tướng đó Người chứng quả Căn bản không khởi tâm, không động niệm Ai là người chứng quả? Người ở thế giới cực lạc Người sinh đến thế giới cực lạc Hạ hả hạ phẩm giảng sinh Phạm thánh đồng cư độ Đồ. Đây là đới nghiệp Chưa đoạn được phẩm phiền não nào Họ là phàm phu chay Nhưng họ được sự gia trì Oai thần bổ nguyện Của Phật A-di-đà Thần thông đạo lực Trí tuệ đức tướng của họ không khác gì Bồ Tát Pháp Thân, à, Pháp Thân Bồ Tát Pháp Thân là thật báo độ Kim à, Hoa Nghiêm gọi là 41 vị Đại sĩ Pháp Thân Họ không khởi tâm không động niệm Như những vị Đại sư Thiên Thai đã nói Phân chứng tức Phật ở địa vị đó thấy những tướng đó tướng tức vô tướng vô tướng tức tướng họ không còn chướng ngại tướng là giả không phải thật giống như chúng ta xem những gì trên truyền hình không phải ý nghĩa như thế, ừ, tướng tức vô tướng, vô tướng tức tướng. Màn hình truyền hình có tướng chăng? Không có. Nhưng nó có thể hiện tướng. Tuy hiện tướng nhưng không thật. Trên màn hình chắc chắn không có một chút nhiễm ô. Khi tắt kênh thì không thấy gì nữa. Tắt mở kênh và có hình hay không có hình Hoàn toàn không liên quan đến nhau Từ đó có thể biết Những Bồ Tát Pháp Thân này Sư trú trở lên Nhìn luân hồi lục đạo Giống ta xem truyền hình vậy Tức tướng ly tướng không một chút nhiễm ô Tại sao họ không khởi tâm không động niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Có mặt trên thế gian này Thể hiện cho chúng ta 80 năm Người Trung Quốc tính tuổi mộ Người nước ngoài nói Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch năm 79 tuổi Người Trung Quốc nói 80 tuổi Trong 80 năm đó Nếu chúng ta hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni có khởi tâm động niệm không? Bây giờ chúng ta đã hiểu Không có tám mươi năm đã xảy ra những chuyện gì tám mươi năm diễn trò diễn cho ai xem diễn cho tất cả những con người trên địa cầu xem đó là diễn trò thật sự không có khởi tâm không có đồng niệm Diễn cực kỳ giống Ta à, không thấy sơ hở Diễn rất tốt Không khởi tâm Không đồng niệm Không phân biệt Không chấp trước Lấy tương đương làm đạo Lấy sự để nói chân Nếu bỏ tướng lấy đạo xa sự thấy chân đó là giả tại sao bạn lại phân biệt lại chập trứ sai lầm cái thấy của phàm phu à người ta thể hiện từ nhập thai đến bác niết bàn không khởi tâm động niệm Làm sao lại phát sinh chuyện này Tùy tâm chúng sinh biết được tất cả Đây là điều được nói trong Kinh Lăng Nghiêm Chúng sinh có cảm Tự nhiên Phật có ứng Ứng này được gọi là Pháp vốn như thiệt Là tự nhiên Không giống chúng ta Chúng ta đầu thai đến thế gian này Đến thế nào Đến bởi nghiệp lực Ta tạo nghiệp Cộng nghiệp với tất cả chúng sinh ở đây Nên đâu có thể không đến Tất cả chịu sự chi phối của nghiệp Khi hết duyên Ta không thể không chết tất cả sinh tử đều do nghiệp lực làm chủ phật bồ tát không có nghiệp lực phật bồ tát là cảm ứng chúng sinh có cảm họ có ứng khi hết cảm họ bèn biến mất đi mất những ai có cảm người có duyên phật độ người có duyên Người nào có cảm ứng với Phật Họ đều thành tựu Tửa hồ đều đến thế giới cực lạc hết Bất kể tu pháp môn nào Trốt cuộc đều đến thế giới cực lạc hết Đến thế giới cực lạc là thành Phật Phật không còn nữa Lời dạy của Phật còn lưu lại thế gian Lý do tại sao? Khi Phật còn tại thì Một số người có duyên nghe Phật Pháp Thấy được Phật Bồ Tát Hay thấy được Thanh Văn Nghĩa là thấy được tam bảo Nghe được tam bảo Tiếp xúc với tam bảo A à, la là già đã gieo những hạt giống đó Những hạt giống đó Ở trong một dạng Hai ngàn năm chánh Pháp Tượng Pháp Mạc Pháp Nếu gặp được Pháp Duyên Cũng có thể thanh tượng Đạo lý là như thế Đây chính là những gì đã nói ở phần trước Bất kỳ một người giảng sinh nào Từng ở trong nhân địa Cúng dường chư Phật như Lai Thừa sự cúng dường Đây là điều không thể nhầm lẫn nếu chúng ta không phải ngày xưa Có nhân duyên trồng thiện căn này Không thể tiếp nhận Chúng ta giảng kinh ở Hồng Kông Bao nhiêu người đến nghe Hồng Kông có mấy trăm vạn dân Những người đến đây nghe chúng ta chưa đến vài trăm người ngồi chợt giãn đường chúng ta mới được hơn trăm người chưa đến hai trăm người huống gì lúc nào cũng còn ghế trống nguyên nhân do đâu không có duyên có duyên tự nhiên đến chẳng qua ngày nay chúng ta đang dùng internet Ta biết được nhiều người đồng tu đang học tập ở nhà thông qua internet. Người học qua internet đông hơn người đến giảng đường. Tất cả đều là những người có duyên. Tương đương tức đạo Những điều này Phần sau Niệm lão sẽ có tổng kết Kinh này toàn là hoa nghiêm Cảnh giới sự sự vô ngại Đây là nói về bốn loại vô ngại Một hoa một hương Chỉ là hạt châu trong lưới trời để thích Mỗi mỗi đều duyên mạng Mỗi mỗi đều tháng diệu Mỗi mỗi đều là toàn thể nhất chân Pháp dự. Duyên minh cụ đức Bất khả tư nghị Những câu này rất sâu sắc Ngày nay những câu này là Triết học cao đẳng Khoa học cao đẳng Nhà khoa học ngày nay hiểu được Thật sự là sự sự vô ngại Một cây hương, một cành hoa Chỉ là hạt châu trong lưới trời để thích Đây là thí dụ Đế ở đây là trời để thích Nghĩa là vua trời đau lợi Tầng trời thứ hai trong dục giới Người Trung Quốc gọi Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế Cung điện của Thiên Đế có la dầm Chúng ta ngày nay Rất khó hình dung Những tấm lưới này chưa từng thấy Trung Quốc Đại Lục cũng có Nhưng ít Nhật Bản có Bạn để ý Khi tham quan tử viện Nhật Bản Trên nóc cột Có những tấm lưới được dệt bằng tơ đồng Đấy chính là lưới Những tấm lưới này để làm gì? Bảo hộ nó Bởi vì Những cột có điêu khắc Bên trên đều có những tranh vẽ Sợ chim chóc vào làm tổ Bởi thế dùng tơ đồng Ta nhìn không rõ Không sợ vào được Có tác dụng giữ gìn Những kiến trúc cung điện cổ Thường dùng những thứ đó Phước báo trời để thích Rất lớn Trong lưỡi có kết những viên ngọc báo ngọc phát ra ánh sáng châu trời để thích chỗ tiếp giáp với nhau đều gắn ngọc bão <laughs> những viên ngọc này mỗi mỗi đều phát sáng mỗi mỗi đều đẹp đẽ Châu báu Giống như cầu thủy tinh Nó phát sáng Viên này xoay đến rất nhiều những viên khác Rất nhiều viên châu đều phản chiếu Giao một viên Ánh sáng trên mỗi viên châu soi chiếu lẫn nhau Giống như chúng ta ngày nay Ngày trước không có Mỗi lần có lễ lượt Tết nhất Thường treo đèn kết hoa Ánh sáng những cây đèn năm màu Phá rất đẹp mắt Ánh sáng mỗi ngọn đèn Tỏa chiếu xung quanh Ánh sáng xung quanh Chiếu lại mỗi ngọn đèn ánh sáng đang xen mỗi một đều là toàn thể nhất chân pháp giới trong mỗi hạt châu chịu khắp đại điện toàn ở trong đó gần đây các nhà khoa học đã phát hiện ra hiện tượng này Gọi là ảnh lập thể Dùng tia laser để chụp ảnh Bạn xem những tấm ảnh đó Cắt thành hai tấm Hai tấm hình đều là toàn thể nghĩa là một tấm trở thành hai tấm cắt thành bốn tấm một tấm thành bốn tấm tất cả đều toàn thể đây là điều trong giáo lý đại thừa đã nói mỗi hạt bụi nhỏ nghĩa là một hiện tượng dao động bồ tát di lạc đã nói một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm Nhất niệm trong đó Mỗi một nhất niệm có tất cả hiện tượng của vũ trụ trong đó Mỗi mỗi đều có toàn thể nhất chân Pháp dự Duyên minh cụ đức Duyên là duyên mạng Minh là quang minh Cổ đức là tất cả y chẳng trang nghiêm Quậy hư không khắp pháp giới Đều nằm trong một điểm đó Tất cả những gì có trong vũ trụ Nó không thiếu bất cứ thứ gì Nó là duyên mạng Cái mà Bồ Tát Di Lạc nói Vật chất do nhất niệm biến hiện Là ngày nay nói đến lượng tử Tiểu quan tử Trước đây niệm lão gọi là Trung Di Tử Nó lớn chừng nào Nhà khoa học cho chúng ta biết một trăm ức trung di tử tập hợp lại bằng một hạt điện tử chúng ta không thấy được điện tử điện tử xoay quanh hạt nguyên tử chúng ta cũng không thấy được quý vị nghĩ nó nhỏ đến đâu trong một điểm đó có toàn thể cả vũ trụ Không hơn không kém Đây là điều Phật Pháp gọi là Khoa học cao đẳng Gần đây các nhà lượng tử học mới phát hiện ra Kinh Phật đã nói cách đây ba ngàn năm làm sao Phật biết được Tận mắt Phật nhìn thấy Không cần những máy móc khoa học Thấy trực tiếp Nhìn thấy tất cả mọi vật chất Trong thế giới Với cả vũ trụ Là một không phải hai Một hạt bụi nhỏ một sợi lông măng Trong đó có tín hiệu của cả vũ trụ chăng Có đầy đủ tất cả Không khiếm khuyết tí nào Đầy đủ quá khứ hiện tại vị lai Vì vậy nên gọi thế giới di quan Thế giới di mô và thế giới vĩ mô là một không phải hai Không có lớn nhỏ Không có trong ngoài Không có trước sau Không có khoảng cách Khoảng cách là không gian Trước sau là thời gian Nói để quý vị biết không có không gian và thời gian Mỗi hạt bụi nhỏ Đều có đủ cõi hư không khắp Pháp giới Ai có thể đến thế giới di mô Trước đây chúng ta đã học Bồ Tát Phổ Hiền Ngài có thể đến thế giới di mô Phân thân quá thân Vào thế giới di mô Để lễ lại cúng dường Tất cả các chư Phật như Lai Cõi hư không khắp Pháp giới Nghe Kinh, nghe Pháp Bồ Tát Phổ Hiền làm được Phổ Hiền là đẳng giác Nói cách khác Bồ Tát đẳng giác là người có thể làm được Thật sự là đầy đủ đức viên mình Đức ở đây là đại viên mạng bất khả tư nghị chúng ta không thể tưởng tượng được đây là thực tướng các pháp chân tướng của vũ trụ nhân sinh không có gì không phải cây cỏ hoa lá cũng như thế núi sông rừng bể cũng như thế đấy là chân ngã phàm phu quên mất tự tánh, không nhận thức chân ngã coi thân thể là ta nhận thức giả ngã nếu nhận ra chân ngã bạn sẽ biết mỗi một pháp đều là như lai mỗi mỗi pháp đều là thân ta là tự thể của chúng ta chúng ta đối lập về sự tướng đem lại rắc rối sai lầm hết xung đột với ai tay trái xung đột với tay phải đôi mắt đánh nhau với đôi tay, tìm đấu nhau với gan, không phải như thế sao? Ai chịu thiệt bản thân chúng ta, chịu thiệt một cách oan uổng, tạo tác những tội nghiệp đều không phải thật. Nói thẳng ra là toàn hiểu nhầm Tại sao hiểu nhầm? Hồ đồ Không thấy được chân tướng sự thật Không biết cõi hư không khắp pháp giới là chính mình Bạn hiểu tâm hiện thức biến Tâm của ai? Tâm chúng ta Không phải của người khác Tâm người khác có thứ gì là của ta Toàn là tự tâm mình biến ra Khi giảng kinh Phật Thích Ca Mâu Ni Dùng ví dụ nhiều nhất là Mộng huyễn bào ảnh Tại sao? Khi nằm mộng Mỗi người đều trải qua dùng thí dụ đó rất gần gũi dễ hiểu cõi hư không khắp pháp giới thật sự như ta nằm mơ cảnh giới trong mơ từ đâu mà có ý thức ta biến hiện ra Chắc chắn có mình mới có những cảnh tượng trong mộng Giống như đạo lý khởi nguồn của Pháp giới Vũ trụ bắt đầu từ đâu? Trong kinh Phật cho chúng ta biết Nhất niệm bất giác Nghĩa là dao động Đây là nghiệp tướng của A Lại Già từ trong hiện tướng dao động sinh ra chuyển tướng ba tướng nhỏ trong a lại gia chuyển tướng chuyển tướng là gì? chuyển tướng là thức thứ bảy hiện tượng dao động là a lại gia thức. gọi là nghiệp tướng của a lại gia nhà khoa học gọi nó là năng lượng thứ thứ bảy mạc nà ngã kiến ngã ái ngã si ngã mạng từ đó lại biến hiện hiện tượng vật chất cảnh giới tướng của a lại gia nằm mơ cũng như thế cũng là bất giác một ý niệm tạo thành mộng điều đầu tiên trong mộng là ta tiếp đến là cảnh giới trong mộng đều là ảo ảnh do ý thức biến hiện bạn ở trong đó nên không biết cả giấc mơ chính là ta nhiều con người trong giấc mơ đó toàn là do tâm ta biến hiện ra Tại sao quý vị không thấy gì nữa Nên khi tỉnh dậy Ta tỉnh rồi họ có nửa chăng Họ biển mực <laughs> Hoàn toàn giống tất cả những hiện tượng Của vũ trụ Cảnh tượng trong mơ Là hình ảnh thu nhỏ Hiện tượng thu nhỏ Từ trong đó bạn có thể hiểu ra Kim Kim Cang Đà nói Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh như mộng không sai tí nào Nếu nhận ra điều này sẽ giác ngộ Cũng sẽ minh tâm chuyên tâm Rất nhiều người tu hành trong quá khứ Đức hiệu gọi là mộng tham Họ lấy ý đó Thấy rõ cảnh trong mộng bản sẽ thành Phật Nghĩa là đã hiểu tất cả Cảnh trong mộng nói lên hiện tượng gì Tất cả hiện tượng nhất thể với ta Tất cả cảnh mộng là do tự tánh biến hiện Là bản thân ta Tất cả con người trong mộng là ta Tất cả những sự vật trong mộng là ta Hư không là ta Trời đất là ta, núi sông rừng bể là ta, cây cỏ hoa lá là ta, không thứ gì không phải là ta. xa rời ta sẽ không nắm được một pháp nào cả. Tại sao phải chia ta chia người? Tạo nên nhận rắc rồi, tạo bao nhiêu tội nghiệp? Cảnh mộng thấy rõ cụ đức viên minh Cho thấy mỗi mỗi đều là toàn thể pháp giới nhất chân Chúng ta tiếp tục xem đoạn sau Lúc đó thế giới cực lạ Qua khỏi phương Tây Trăm ngàn câu chi na do tha nước Nhờ oai lực Phật Như ngay trước mắt Như mắt tịnh thiên Nhìn một tầm đất khi thấy nước đó Cũng y như thị liền thấy nghĩ giới ta bà Như lai thích ca Và chúng tỳ kheo Dây quanh thuyết pháp Quý vị thì Mọi người đã thấy thế giới cực lạc cư dân thế giới cực lạ cũng thấy bên này tùy ngày nay chúng ta nhờ truyền hình mới thấy được họ những người trên truyền hình không nhìn thấy chúng ta ở đây phật còn cao minh hơn truyền hình ngài có thể đưa cả thế giới đó cho chúng ta thấy những cư dân ở đó thấy chúng ta chúng ta có thể nói chuyện Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão Qua trăm ngàn câu Chi na do tha cõi nước phương Tây Phần trước có chú Quá là vượt qua Qua phía Tây Đi qua phía Tây lại có thị dân còn có vô lượng vô biên vô số thế giới bên dưới nói tiếp cực là không rời tự tâm là lý qua khỏi trăm ngàn câu chi na do tha cõi nước phía tây là sự Lý sự vô ngàn Trăm ngàn câu chi là bao nhiêu Phần trước có nói Được nói trong kinh Di Đà Mười vạn ức quải Phật Ở đây đã nói ra Cách mười vạn ức Tức ngay trước mắt Thế giới chúng ta đi Cách xa thế giới cực là, Giữa đó Có mười vạn ức cõi nước Phật à, nghe, Na do thà nước Điều này được nói rất chính xác Trong kinh văn. văn Cách mười vạn ức là thí dụ Trên thực tế Mười vạn ức cõi nước Phật Ở ngay trước mặt Nên quán kinh nói Phật A-di-đà cách đây không xa Tại sao? Vì không rời tự tánh Đừng nói mười vạn ức cõi nước Thêm gấp mười lần Thêm gấp trăm lần Thêm gấp ngàn lần Vẫn không rời tự tánh Tự tánh lớn bao nhiêu Lớn không có gì nằm ngoài Không có điểm dừng Nhỏ không có gì nằm trong Lớn Là danh từ của nhà khoa học ngày nay Nói về vũ trụ vĩ mô Nhỏ là thế giới vi mô À. Trong Phật Pháp nói Dĩ mô và di mô là một Không phải hai Điều này khoa học chưa nói Phật Pháp đã nói rồi Tại sao không hay Tự tánh không hay toàn do tự tánh hiện ra không rời tự tánh về lý không có về sự có hại về lý không hại Bởi thế nói khoảng cách Ở đây là Phật nói Lời của Phật Thích Ca Mâu Ni Thế giới ta bà đến thế giới cực lạc Thế giới cực lạc nằm ở phía tây thế giới ta bà Cách mười vạn ức nước Phật Thực tế mười vạn ức nước Phật nằm ngay trước mặt Tại sao không còn khoảng cách không có không gian Ngay tại giây phút này Quý vị thử nghĩ Cực lạc và ta bà Có phải trong nhất niệm chăng Bồ Tát Di Lạc đã nói nhất niệm Một búng tay Có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm Chúng ta tính thử Một giây Một ngàn sáu trăm triệu niệm Một niệm Là một ngàn sáu trăm triệu trên một giây Cực lạc ta bà Cõi nước chư Phật Vô lượng vô biên Trong mười phương Đều nằm trong nhất niệm đó Bởi thì nhất niệm triển khai Hiện khắp cõi hư không Khắp pháp giới Giọng thế giới qua tạng Được nói trong kinh hoa nghiêm Vô lượng vô biên quay đầu lại thấy như hạt bụi trong kinh lấy thí dụ chấm nhỏ như hạt bụi cộng lông đấy không phải là lượng tử sao chấm nhỏ trong một hạt bụi cộng lông mỗi chấm nhỏ đều đầy đủ cõi hư không pháp giới Không thêm không bớt Vũ trụ dĩ mô không hơn một chút Thế giới dĩ mô không thiếu một chút Không thêm không bớt Dĩ mô có điểm dừng chăng Không có điểm dừng Gọi là trùng trùng vô tận Dĩ mô không có biên giới Dĩ mô không có điểm dừng Đấy là tự tánh Đây gọi là pháp vốn như thế Vốn là như thế Tự tánh vốn như thế Đến lúc nào quý vị hiểu rõ, minh bạch Kiến tánh sẽ thấy rõ Tại sao Không thể dùng tư duy để tưởng tượng Tư duy tưởng tượng là giả vọng tâm Tư duy của thức thứ sáu Là phân biệt Tư duy của thức thứ bảy Là chấp trước có thể dùng tư duy để tưởng tượng Là hai thức sáu và bảy khởi tác dụng Tiền ngũ thức Có liễu biệt Không có phân biệt Không có chập trước a la gia Cũng không có phân biệt Cũng không có chập trước Phân biệt chấp trước là Thức thứ bảy thứ sáu bởi thì ta không thể chuyển được tiền ngũ thức a à, lại già cũng không thể chuyển được cái có thể chuyển được là thức thứ sáu và bảy khi chuyển được thức thứ sáu và bảy thì thức thứ năm và tám liền chuyển theo tự động liền chuyển theo gọi là chuyển bát thức thành tứ trí Đây là chân tướng sự thật Phật đã cho chúng ta biết. Bác thức là năng biến. Chuyển thành tử trí thì không biến nữa. Không còn bác thức. Bởi thế những hiện tượng này, Pháp giới nhất chân này vĩnh hàng bất biến. Tư dân ở thế giới cực lạc không già yếu. Bất kể tuổi ta lớn đến mấy Diện mạo vẫn như thiệt. Cư dân thế giới cực là không mắc bệnh Họ không cần ăn uống Thế giới cực là không ô nhiễm Không bụi bặm Núi sông quả đất đều làm bằng châu báu đều phát ra ánh sáng phần tiếp theo nói hội chúng chân thành cảm ứng nên mấu chốt là ở chữ thành thành là gì chân tâm chân tâm mới cảm được Cứu gì được oai lực của Phật gia trì Phật lực ở đây là sự gia trì của hai vị Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà Làm cho hai nước tịnh uế cùng hiện trước mắt Thế giới cực lạc là tịnh đồ nơi ta cư trú đây là ủy đồ khiến ta thấy rõ ràng như ban ngày Kinh Giang nói Như mắt trời tịnh nhìn một tầm đất Như mắt trời thanh tịnh nhìn gì Hãy trước mắt Một tầm là tám tức Có thể nói chưa đến một trường Cho thấy gì? Cho thấy ta sẽ thấy rất rõ ràng khoảng cách chưa đến một trường phần tiếp theo rực rỡ hơn nói thánh chúng ở nước đó đều thấy thích tôn ở thế giới này trong hội chúng nói đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giá kinh hội tập của hạ lão cư sĩ khi thế giới này vẫn chưa xuất hiện cư dân thế giới cực lạ đã nhìn thấy phật thích ca mâu ni giảng kinh thuyết pháp ở thế gian này giảng kinh gì giảng vô lượng thọ kinh dạng bản nào dạng bản hội tập này bạn có tin chăng liệu tin được chăng có lý luận nào để căn cứ lý luận căn cứ là không rời tự tâm đó là lý nếu thật sự hiểu không rời tự tâm sẽ không còn hoài nghi tại sao không có trước sau nghĩa là không có thời gian không có khoảng cách không có không gian Nếu ngày nay chúng ta Có nhân duyên thù thẳng Thấy được Phật A-di-đà Giống như Khi Phật đang giảng kinh Giảng đến đoạn này Cảnh giới hiện ra Khiến chúng ta nghĩ đến Đại sư trí giả dạ, Đọc Kinh Pháp Hoa Đọc đến Phẩm Dược Dương Ngài nhập định Nhập định trong bất tri bất gia Cảnh giới hiện ra khi đang nhập định Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thương. Có thể nói, bản thân Ngài đã tham dự vào hội đó, trong giảng đường đó. Khi xuất định, nói với đại chúng, Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng kinh Pháp Hòa ở Núi Linh Thượng. Vẫn giảng chưa xong, đang giảng. Chúng ta tin Đại sư Trí Giả không lừa ai. Truyền bá rất thịnh ở Nhật Bản. Nội Đại sư trí giả là Phật Thích Ca Mâu Ni Ứng Hòa. Một ngàn ba bốn trăm năm trước, ở Trung Quốc, hiện thân dưới thân phận một tỳ kheo, Thích ca lại đến Thích ca hiện nay còn chăng Về mặt lý luận kinh điển thì Ngài vẫn sống Không những Ngài còn sống Mà rất nhiều vị Phật Bồ Tát vẫn còn Hiện thân gì chúng ta không thể biết được Nam nữ, lão thiếu, tại gia, xuất gia Quý ngài đều có thể hiện Thân phận các ngài không lộ rõ Chúng ta không thể biết được Phật Bồ Tát từ bi Chúng sanh tạo bất kỳ tội nghiệp gì Phật Bồ Tát Tâm của các ngài tuyệt đối không bao giờ trách cứ Tại sao? Nhất thể Chúng ta đã hiểu rõ Bộ phận nào trên cơ thể chúng ta đau nhất khó chịu Có trách nó chăng Không thể nào Lập tức tìm cách đưa nó về trạng thái bình thường Khiến nó lành lặng, lặng Đó là gì? Chân tâm Quý vị đã giác ngộ Cõi hư không khắp pháp giới Là do chân tâm biến hiện ra Đối với những hiện tượng này Làm sao có phân biệt Làm sao ta có thể chấp trước Có phân biệt qua chấp trước là sai Mê hoặc Mê hoặc nên đến độ như thế Bởi thế trong tâm Bồ Đề Chỉ có một thứ Bồ Đề Từ bi hủy bán ta làm nhục ta sát hại ta ta vẫn từ bi với họ không có ý niệm nào hết nếu quý vị thắc mắc tại sao tự tâm hiện ra nó không vào từ bên ngoài quý vị với nó là nhất thể là của mình là thực không phải giả phật a di đà là tâm ta tâm ta là phật a di đà đây không phải là lời điêu toa sự tha không hay sự tha nhất như đây là giáo nghĩa đại thừa đây là đại cương của đại thừa phải thật sự hiểu rõ khi đã ngộ nhập lòng rộng mở Bạn rất tự tại Không còn vọng niệm nào nữa Thanh tịnh bình đẳng giác Có mặt ngay nơi ta Thôi thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam mô A-di-đà Phật